Xin chào quý vị và các bạn. Sau kỳ nghỉ Tết dương lịch, hôm nay người dân miền Bắc bước vào ngày làm việc đầu tiên của tuần đầu năm mới 2017. Những chiếc khẩu trang, áo khoác và có thể là cả áo mưa sẽ là những vật dụng cần thiết trong trạng thái thời tiết nhiều mây, mưa nhỏ lác rác cùng với sương mù vào buổi sáng này. Gió là khô do khối không khí lạnh vẫn đang trong quá trình suy yếu chậm và lệch dần ra phía biển, thúc đẩy trường gió đông nam dầu ẩm từ biển thổi vào đất liền. Vậy nên trời duy trì tình trạng nhiều mây, độ ẩm cao trên 85%. Vào buổi sáng sớm, đôi lúc còn xuất hiện mưa nhỏ và sương mù nhẹ, gây cản trở tầm nhìn. Nên khi lưu thông, quý vị các bạn cần nên thận trọng, hạn chế tốc độ, chú ý quan sát, đặc biệt là khi lưu thông đường dài trên các cung đường đèo dốc khuất tầm nhìn. Cùng lúc trời nhiều mây hơn, ngăn cản quá trình phát xạ nhiệt từ mặt đất, nên nền nhiệt về đêm và sáng cũng sẽ có xu hướng tăng nhẹ. Lúc này nhiệt độ ở khoảng từ 14 cho đến 16 độ tại vùng núi và dao động từ 17 cho đến 19 độ đối với khu vực trung du và đồng bằng. Mặc dù nhiệt độ tăng nhẹ nhưng do trời có mưa và sương mù nên chúng ta lại có cảm giác rét ẩm. Đến trưa chiều trời sẽ hửng sáng hơn và nền nhiệt lúc này sẽ tăng lên trong khoảng từ 21 cho đến 23 độ, trời se se lạnh. Với khu vực Tây Bắc do có mưa nên nền nhiệt ở đây sẽ có xu hướng bị ghìm giữ không vượt quá ngưỡng 23 độ. Ở miền Trung, thời tiết đang có sự phân hóa. Khu vực Bắc Trung Bộ trong ngày hôm nay thời tiết cũng gần như tương đồng với các tỉnh thành đồng bằng Bắc Bộ. Sáng sớm cũng có sương mù nhẹ kèm với mưa nhỏ rải rác. Sau đó về trưa chiều, trời hửng nắng yếu, nên nền nhiệt độ sẽ nhích nhẹ lên mức từ 22 cho đến 24 độ. Trong khi đó, các tỉnh thành thuộc Trung Trung Bộ, từ Quảng Bình cho đến Quảng Ngãi, vẫn nhiều mây và có mưa rào vào đêm và sáng nhưng cường độ tiếp tục giảm. Nền nhiệt thấp nhất ở khu vực này sẽ trong khoảng từ 20 cho đến 23 độ. Và đến khoảng trưa chiều nay, khi mưa giảm, nền nhiệt sẽ tăng lên từ 24 cho đến 27 độ, tiết trời trở nên thuận lợi hơn. Riêng các tỉnh thành Nam Trung Bộ từ Bình Định cho đến Bình Thuận, mưa giảm đi nhanh chóng, chỉ còn xảy ra cục bộ vài nơi. Đến trưa chiều trời có nắng nhiều hơn và nền nhiệt sẽ tăng lên từ 28 cho đến 31 độ. Đến với Tây Nguyên và Nam Bộ trong hôm nay cũng như khoảng 3 ngày tới, thời tiết ở đây tương đối ổn định. Về chiều tối tại khu vực Tây Nguyên và một số nơi thuộc vùng ven biển Nam Bộ cũng có thể xuất hiện mưa dông cục bộ nhưng lượng không nhiều và kết thúc nhanh. Ban ngày trời hầu như là không mưa, ngày nắng. Nền nhiệt cao nhất ngày ở Tây Nguyên sẽ trong khoảng từ 26 cho đến 29 độ và ở Nam Bộ sẽ dao động trong khoảng từ 30 đến 33 độ. Thời tiết nhìn chung sẽ tương đối thuận lợi cho các hoạt động sản xuất nông nghiệp, chăm sóc cây trồng, vật nuôi, phục vụ cho dịp Tết âm lịch đang đến gần. Xin được chuyển sang thời tiết biển. Hôm nay khu vực Bắc và giữa Biển Đông bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa phổ biến là ít mưa, gió Đông Bắc giảm yếu hơn, cường độ hoạt động ở mức cấp 5 cho đến cấp 6. Thời tiết nhìn chung ổn định nên sẽ không gây cản trở nhiều đến hoạt động của tàu thuyền. Trong khi đó, thì khu vực Nam Biển Đông bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông rải rác tập trung chính trong hôm nay và ngày mai. Các chủ tàu thuyền cần lưu ý đề phòng dông sét, gió giật mạnh đi kèm trong cơn dông. Như vậy là hôm nay miền Bắc duy trì trạng thái nhiều mây, trời chủ yếu rét về đêm và sáng. Trung Bộ đang giảm mưa nhanh, trong khi đó ở Tây Nguyên và Nam Bộ ít mưa, ngày nắng. Bản tin thời tiết sáng nay cũng xin được khép lại tại đây. Xin kính chào và chúc quý vị một ngày mới tốt lành. Thank you.